Xuất hiện lần đầu tại Trung Quốc, hòa mình vào làn sóng đu trang mạnh mẽ, anh đã đặt chân đến Việt Nam như một tín hiệu của vũ trụ, một điềm báo chẳng lành rằng tàn tài của những trái chanh sắp đến. Tuy là lính mới gia nhập đường đua F&B, nhưng anh nhanh chóng vụt sáng thành sao hạng A, được săn đón khắp cả nước. Người người điên cuồng đổ ra đường xếp hàng dài chờ đợi chỉ mong gặp anh để thỏa tính tò mò. Tiếng chài giả gạo trên shop Bombo có nhịp nhàng rộn ràng đến mấy thì gặp anh cũng phải tắt điện tức thì. Dù sáng hay đêm, dù mưa hay nắng, anh vẫn giả không ngừng vì không biết khi nào mình ngã ngựa. Là thức uống chế biến vô cùng đơn giản, Linh Hùng Anh nằm ở chanh trà. Chanh phải đúng loại, trà phải đúng hương. Chọn sai lầm sẽ là một trải nghiệm đầy thảm họa. Anh là hương thơm tươi mát cả con đường, là làn gió mới thổi vào mùa hè đang nóng, là dư luận trái chiều nhiều tranh cãi. Người ca tụng hết lời, người thấy bình thường, chanh Việt vẫn ngon hơn. Anh là cơn sốt chanh Quảng Đông lần đầu xuất hiện, là hệ lụy ít ai nghĩ đến, là phút suy tư giữa dòng người chen chúc đú tràn, nhưng đừng quên nông sản nước nhà. Chiến thần đú trang, thơm lừng góc phố, hệ lụy phía sau chính là anh, trà chanh giả tay.